Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đi tới phần 2 trong loạt bài về quan hệ Việt Trung trước năm 1979. Cuối kỳ trước, chúng tôi đã có đề cập tới việc từ năm 1965, Trung Quốc bắt đầu tăng cường viện trợ cho Việt Nam để đối phó với hoạt động leo thang chiến tranh của Mỹ. Và khi đó có nói rằng, Trung Quốc không chỉ cung cấp vũ khí, lương thực, thực phẩm mà còn triển khai trực tiếp các cố vấn, các binh sĩ tới Việt Nam tham gia công tác hậu cần hỗ trợ. Điều này nghe thì có thể hơi lạ vì ít khi được nhà nước ta nhắc đến, nhưng đúng là có thật. Tuy nhiên, giá như Trung Quốc không chiếm Hoàng Sa năm 1974, giá như họ không xâm lược Việt Nam năm 1979 và gây căng thẳng quan hệ hai nước suốt những năm 80, thì điều này sẽ được nhắc đến không chỉ trong lịch sử Việt Nam mà còn được người dân ta nhớ mãi vì nhiều binh sĩ Trung Quốc cũng thiệt mạng trên miền Bắc Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Mở đầu phần 2 của dòng lịch sử quan hệ Việt-Trung trong giai đoạn từ năm 1965 đến đầu những năm 70, sự ủng hộ và giúp đỡ của Bắc Kinh với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam được thể hiện qua ba hình thức. Thứ nhất, đó là việc quân đội Trung Quốc giúp Việt Nam xây dựng và bảo vệ hệ thống hạ tầng cơ sở quân sự, sân bay, cầu đường, bao gồm cả đường sắt và đường bộ. Thứ hai, đó là sự tham gia của lực lượng phòng không nhằm bảo vệ các khu vực quan trọng chiến lược ở miền Bắc. Thứ ba, Trung Quốc cung cấp hàng vạn tấn trang thiết bị quân sự và dân sự. Theo một thống kê của Trung Quốc, hơn 320.000 kỹ sư và binh sĩ thuộc pháo binh Trung Quốc đã có mặt ở Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973, cao điểm nhất là năm 1967 với 170.000 người. Nhìn vào bảng thống kê, các bạn có thể thấy, trong vòng một năm, từ năm 1964 sang năm 1965, số lượng súng bộ binh Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam tăng 2,8 lần, số pháo tăng 3 lần, đạn dược tăng gần 5 lần, riêng đạn pháo tăng gần 6 lần. Có thể nói, Trung Quốc chủ yếu giúp Việt Nam vũ khí bộ binh, vũ khí hạng nhẹ, quân trang, quân dụng, số lượng vũ khí hạng nặng, hiện đại như xe tăng, máy bay, tên lửa là không quá lớn. Dù vậy, sự giúp đỡ này đã góp phần giúp quân đội nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trên chiến trường. Cần nhớ rằng, chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mẫu xe tăng kiểu 59 do Trung Quốc sản xuất theo mẫu T-54A của Liên Xô. Các loại súng bộ binh AK, CKC mà ta sử dụng có tới cả triệu khẩu do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, một số mẫu vũ khí hiện đại mà họ chuyển cho ta như tiêm kích G6, sao chép kiểu MiG-19 và tên lửa Hồng Kỳ, sao chép SAM-2 thì không hiệu quả lắm. Riêng tên lửa Hồng Kỳ, các sĩ quan tên lửa của ta từng nhận xét rằng tên lửa lạc hậu hơn kiểu SAM-2 mà Liên Xô viện trợ, cứ bắn lên là rơi xuống đất do hệ thống tác chiến điện tử che áp phòng không của Mỹ. Thành ra, chúng ta không sử dụng nhiều, loại bỏ rất nhanh sau chiến tranh. Với G6, nó sao chép mẫu MiG-19 vốn đã có tốc độ siêu âm tốt hơn MiG-17. Vấn đề là thời điểm viện trợ năm 1969, G6 đã lạc hậu quá mức so với MiG-21 hay là F-4 khi thiếu tên lửa, chỉ có pháo. Do đó, trung đoàn tiêm kích 925 sử dụng khá tốt nhưng không phải ở mức xuất sắc. Đó là một chút đánh giá nhỏ về vũ khí Trung Quốc viện trợ cho ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trở lại với câu chuyện chính trị, nhìn chung, sự giúp đỡ của Trung Quốc phải được xem xét và đánh giá trong mối quan hệ với Xô Mỹ. Trung Quốc hy vọng rằng cuộc chiến tranh Việt Nam sẽ làm Mỹ suy yếu, nhưng đồng thời cũng ngăn cản sự hòa hoãn quan hệ Xô-Mỹ. Vì thế, Trung Quốc đồng thời muốn tránh cả một cuộc chiến tranh mở rộng lẫn các cuộc đàm phán đi tới chấm dứt chiến tranh. Hay là nói một cách dân dã và dễ hiểu hơn, các bạn cứ trường kỳ kháng chiến, chúng tôi sẽ giúp. Trong quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc bày tỏ thái độ muốn độc quyền ảnh hưởng với cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tại cuộc hội đàm vào ngày 9 tháng 10 năm 1965 tại Bắc Kinh, Chu Ân Lai đã nói thẳng với đồng chí Phạm Văn Đồng rằng, theo quan điểm cá nhân, Chu không muốn Việt Nam nhận viện trợ và quân tình nguyện của Liên Xô sang giúp Việt Nam kháng chiến. Tôi không chủ trương người tình nguyện Liên Xô có mặt ở Việt Nam, mà cả viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam, tôi cũng thấy không có còn hơn là có. Đối với Việt Nam, không bao giờ chúng tôi không muốn giúp. Trong tâm hồn, trong ý nghĩ của chúng tôi không bao giờ muốn bán rẻ Việt Nam đâu, nhưng chúng tôi rất sợ sẽ lại xen vào, Chu Ân Lai phát biểu. Nói thật, nghe mà tức anh ách, không bao giờ bán rẻ, nực cười. Ngày 24 tháng 3 năm 1966, khi mâu thuẫn Xô Trung bùng phát công khai, nhưng Việt Nam chưa bày tỏ quan điểm của mình về những gì xảy ra tại Moscow, Chu Ân Lai đã thẳng thừng tuyên bố với phái đoàn Việt Nam tại Bắc Kinh rằng chống Mỹ thì phải nhất thiết chống xét lại và không thể có hành động chung về vấn đề quân tình nguyện. Chu Ân Lai cho rằng quân tình nguyện Liên Xô rất phiền cho Việt Nam, Liên Xô có thể bí mật cho địch biết. Ngoài ra, tình nguyện Liên Xô không chịu sự chỉ huy của Việt Nam và họ sẽ cãi nhau. Ngày 13 tháng 4 năm 1966, trong cuộc hội đàm giữa các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh với lãnh đạo Trung Quốc, phía Trung Quốc đã trình bày quan điểm của họ về mối quan hệ Việt Xô Trung. Có thể nói, năm 1966 là thời điểm cho sự rạn nứt trong quan hệ Việt-Trung được bộc lộ một cách rõ ràng nhất. Lần đầu tiên, Trung Quốc có ý nghi ngờ về thái độ của Việt Nam, về động cơ giúp đỡ cũng như những hành động của Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình đã hỏi, phải chăng các đồng chí Việt Nam có ý nghĩ gì khác đối với những biện pháp của chúng tôi mà các đồng chí chưa nói ra?
Phải chăng chúng tôi đã quá nhiệt tâm nên đã gây ra sự hoài nghi của các đồng chí Việt Nam? Thông qua lời lẽ cuộc trao đổi và ngữ điệu của cách chất vấn, người ta cũng cảm thấy sự khó chịu, xen lẫn chua chát của Trung Quốc. Họ nghĩ rằng, lẽ ra với sự hiện diện của 13 vạn người ở Việt Nam vào năm 1966, xây dựng công sự ở vùng Đông Bắc, mở rộng đường sắt, họ phải nhận được sự tin cậy cho tương xứng. Thế mà đáp lại sự nhiệt tâm của Trung Quốc, theo họ, Việt Nam đã trả lại sự nghi ngờ và không tin cậy. Theo Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc bị nghi ngờ là muốn khống chế Việt Nam, bị mang tiếng là giáo điều mạo hiểm. Quan điểm của Trung Quốc cho rằng, sự giúp đỡ của mình là vô tư, trong sáng và không vụ lợi. Họ sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ phía Việt Nam, miễn là có khả năng. Ví dụ như xây dựng công trình phòng thủ ở quần đảo Đông Bắc, xây dựng 15 trận địa pháo binh, đưa hơn 10 vạn quân sang Việt Nam. Trung Quốc tỏ thái độ không hài lòng về vụ tàu dân sự 155, không phải tàu quân sự của Trung Quốc, vào hòn gai chở than, nhưng không được phép vào, phải đỗ ngoài khơi 4 ngày. Ngoài ra, một số tàu của họ xin vào tránh máy bay ở cảng Cẩm Phả, lấy nước ngọt và gọi điện thoại cũng không được. Một loạt sự kiện kể trên đã buộc Đặng Tiểu Bình phải đi đến kết luận. Bây giờ không chỉ có bóng đen mà đã có sự sứt mẻ trong quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước. Nghe họ kể lể, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sắt đá cũng cảm thấy lung lay. Họ tốt thế cơ mà, là do ta. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sự giúp đỡ của họ không trong sáng như họ nói. Đó là lý do chúng ta phải đề phòng và cẩn trọng. Ngày 23 tháng 8 năm 1966, trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chu Ân Lai tại Bắc Kinh, Chu đã xác định phương châm chiến tranh ở Việt Nam là phải đánh lâu dài ở miền Nam, đề phòng địch mở rộng ra miền Bắc và đánh sang Trung Quốc. Trung Quốc vẫn sẽ hỗ trợ Việt Nam phòng không, bảo vệ đường sắt, sửa đường, làm đường, xây công sự. Nhưng Trung Quốc tuyệt đối không muốn có lực lượng nước khác có mặt ở Việt Nam, cụ thể là Liên Xô. Ngoài ra, Chu Ân Lai cũng bày tỏ ý định cử một số sĩ quan quân đội Trung Quốc vào miền Nam Việt Nam nắm tình hình. Về chủ trương vừa đánh vừa đàm của Việt Nam, trong cuộc hội đàm với đồng chí Nguyễn Duy Trinh vào ngày 17 tháng 12 năm 1965, Chu Ân Lai đã đưa ra đề nghị 4 điểm. Thứ nhất, về thời gian, Chu cho rằng vấn đề bây giờ là thời cơ chưa chín muồi. Thứ hai, không nên nêu điều kiện đình chỉ ném bom miền Bắc vĩnh viễn và vô điều kiện ngừng xâm phạm chủ quyền và an ninh của miền Bắc. Thứ ba, không nên đưa ra những điều kiện mới vì như thế trong nhân dân Việt Nam cũng như thế giới sẽ cho rằng Việt Nam tách rời vấn đề Nam Bắc để giải quyết. Thứ tư, không được chủ quan và cho rằng Mỹ không nhận những điều kiện mới. Nhìn chung, quan điểm của Trung Quốc vẫn luôn là muốn Việt Nam trường kỳ kháng chiến với phương châm đánh lâu dài miền Nam, đề phòng Mỹ mở rộng ra miền Bắc và lan sang Trung Quốc. Hay nói một cách đơn giản, có lẽ Trung Quốc muốn Việt Nam giống như tình trạng của bán đảo Triều Tiên, không có thống nhất mà cứ trường kỳ kháng chiến, đánh nữa, đánh mãi, vĩnh viễn và tạo thành vùng đệm an toàn cho Trung Quốc. Trong các cuộc hội đàm với Việt Nam, phía Trung Quốc luôn bày tỏ thái độ nghi ngờ, không tin tưởng và đòi can thiệp sâu vào nội bộ nước ta. Trong cuộc hội đàm vào ngày 25 tháng 4 năm 1966, Chu Ân Lai còn phản đối giới sử học nước ta công bố các nghiên cứu về thế lực phong kiến Trung Quốc xâm lược Việt Nam trong lịch sử. Cũng giai đoạn này, Trung Quốc tiếp tục tìm mọi cách chia rẽ quan hệ Việt Nam Liên Xô. Vấn đề này được nêu ra trong hầu hết các cuộc hội đàm giữa hai bên, gây sức ép dữ dội. Ví dụ như, Trung Quốc cho rằng năm 1967, Liên Xô đã đưa ra một số giải pháp phù hợp với yêu cầu của Mỹ để đổi lấy sự thay đổi thái độ một chút của Washington. Đáng lẽ, Liên Xô có thể dùng vấn đề này làm quân bài gây sức ép với Mỹ vì Trung Quốc đã có bom nguyên tử, nhưng họ lại đứng về phía Mỹ bán rẻ Việt Nam. Trung Quốc cho rằng Liên Xô phải chịu trách nhiệm đối với việc Mỹ xâm lược Việt Nam, về việc chiến tranh mở rộng và cả về ngoại giao. Nếu Moscow có thái độ cứng rắn, thì Mỹ không dám đưa yêu sách đòi hai bên ngừng bắn, mà trước hết Mỹ phải ngừng ném bom. Dĩ nhiên, bất chấp sức ép từ Trung Quốc, như ta đã biết, Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì quan hệ Việt Xô cũng như Việt Trung. Sự rạn nứt này ngày càng thể hiện rõ khi chúng ta quyết tâm giành lấy sự chủ động của mình, tự mình mở mặt trận ngoại giao, bỏ qua mọi sự tư vấn từ Bắc Kinh. Sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chu Ân Lai đã bày tỏ thái độ không đồng tình với việc Việt Nam ra tuyên bố ngày 3 tháng 4 năm 1968. Trước đó, ngày 3 tháng 4 năm 1968, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tuyên bố sẵn sàng cử đại diện tiếp xúc với Mỹ để xác định điều kiện thương lượng giữa hai bên, mở đầu cuộc tiến công trên mặt trận ngoại giao. Theo Chu Ân Lai, Việt Nam đã ra tuyên bố quá vội vã và quá nhanh. Trung Quốc phê phán Việt Nam đã chấp nhận một cách dễ dãi các điều kiện của Mỹ vì Việt Nam sợ. Ngày 17 tháng 10 năm 1968, trong cuộc hội đàm với cố vấn Lê Đức Thọ, Trần Nghị đã tuyên bố rằng Việt Nam đã trao quyền chủ động cho đế quốc Mỹ. Việc tiếp nhận bốn bên đàm phán là đã trao địa vị hợp pháp cho bọn Bù Nhìn và thủ tiêu tư cách đại biểu chân chính duy nhất của mặt trận. Việt Nam đã tiếp nhận đề nghị thỏa hiệp và đầu hàng trong một thời gian ngắn ngủi của chủ nghĩa xét lại Liên Xô. Như vậy, giữa hai đảng và hai nước Việt Trung không cần phải nói chuyện với nhau nữa. Nhìn chung, trong mọi vấn đề, Trung Quốc vẫn cố gắng đưa Liên Xô vào phê phán
và tìm cách chia rẽ quan hệ Việt-Xô. Trước đó, trong cuộc hội đàm với đồng chí Xuân Thủy hồi tháng 5 năm 1968, Trần Nghị và Chu Ân Lai tiếp tục khuyên Việt Nam không thông báo tình hình đàm phán với Liên Xô vì họ có thể báo cho Mỹ. Trong cuộc hội đàm vào ngày 29 tháng 6 năm 1968, Chu Ân Lai tiếp tục cho rằng việc Việt Nam nhận nói chuyện với Mỹ là bị động do mắc lừa Liên Xô. Theo Trung Quốc, từ lâu, Liên Xô đã trở thành tay sai giúp Mỹ chống nhân dân cách mạng thế giới. Liên Xô còn câu kết với Mỹ đưa Liên Hợp Quốc thông qua vấn đề cấm phổ biến vũ khí hạt nhân nhằm chống lại Trung Quốc. Đặc biệt, trong cuộc hội đàm vào ngày 9 tháng 10 năm 1968, Chu Ân Lai đã nhờ đồng chí Lý Lan, Thứ trưởng Bộ Công Thương chuyển lời cho lãnh đạo nhà nước ta về việc có thể cắt viện trợ, cũng như đe dọa cắt quan hệ với Việt Nam nếu ta còn giữ quan hệ với Liên Xô. Thế nhưng, bất chấp sự đe dọa từ Bắc Kinh, Việt Nam vẫn quyết tâm với chủ trương vừa đánh vừa đàm, cũng như duy trì quan hệ Việt-Xô, và rốt cuộc Bắc Kinh phải miễn cưỡng ủng hộ sau nhiều tháng năm giày vò. Ngày 15 tháng 11 năm 1968, trong cuộc hội đàm với các đồng chí Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Trung Quốc đã tuyên bố tán thành Việt Nam vừa đánh vừa đàm, tăng cường viện trợ cho miền Nam và miền Bắc, cũng như quyết định rút từng bộ phận lực lượng hậu cần về nước. Cụ thể, Trung Quốc đồng ý kế hoạch vận chuyển mỗi tháng 4 vạn tấn gạo, 20.000 tấn do Trung Quốc chở sang, 15.000 tấn Việt Nam sang lấy, còn 5.000 tấn chở bằng đường bộ. Tiếp đó, trong cuộc hội đàm vào ngày 17 tháng 11 năm 1968, Mao Trạch Đông tái khẳng định Bắc Kinh tán thành chủ trương vừa đánh vừa đàm sau hàng năm trời phản đối. Đồng thời, ông ta cũng thừa nhận sai lầm ở Hiệp định Geneva. Chúng ta mắc sai lầm là họp Geneva năm 1954. Lúc bấy giờ, Hồ Chủ tịch không bằng lòng lắm. Hồ Chủ tịch không dễ gì bỏ miền Nam. Xem lại thì tôi thấy đồng chí Hồ Chí Minh đúng. Cuộc họp đó đầu đuôi thế nào không rõ, nhưng nay thấy họp chậm lại một năm để đánh bại quân đội như Ngô Đình Diệm rồi hãy đàm phán thì tốt hơn. Nhìn chung, Trung Quốc chỉ là miễn cưỡng tán thành chủ trương đàm phán của Việt Nam. Thực tâm, họ không hài lòng với việc Việt Nam quyết định đàm phán với Mỹ ở Paris. Đơn giản, Trung Quốc không có vị trí và vai trò gì trong các cuộc đàm phán Việt-Mỹ về kết thúc chiến tranh ở Paris. So sánh với hội nghị Geneva năm 1954, nơi Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo và đã có ảnh hưởng tới kết quả của hội nghị, thì ở Paris, vai trò từ đầu đã thuộc về Việt Nam. Cho đến năm 1970, khi biết rằng không thể ngăn cản Việt Nam tiến hành đàm phán, các nhà lãnh đạo Trung Quốc buộc phải bày tỏ quan điểm ủng hộ. Dù vậy, dễ dàng nhận thấy rằng Trung Quốc đang chuẩn bị cho một chiến lược mới, đó là đi đêm với Mỹ, bán đứng Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.